Chào cả nhà, món ăn yêu thích của bạn trong mùa đông là gì? Còn món ăn yêu thích của Hải Anh đấy là bún bò Huế, một trong 50 món ăn ngon nhất thế giới. Không chỉ người Việt yêu thích mà những bạn bè ở trên thế giới cũng vô cùng say đắm món ăn này. Hôm nay Hải Anh sẽ giới thiệu với cả nhà một công thức bún bò rất là dân dã và chuẩn vị Huế. Mời cả nhà cùng theo dõi Hải Anh thực hiện mâm cơm vị mùa đông với món bún bò Huế. Hương vị đặc trưng của món ăn này thì đến từ cái sự hòa quyện của những cái gia vị như là sả, tỏi, ớt và một cái gia vị vô cùng đặc biệt tạo lên một cái đặc biệt ở trong nước dùng này, đấy chính là mắm ruốc. Tổng thể hòa lại tạo lên một cái nước dùng rất là đậm đà, cay mà thơm nồng vị sả nhưng lại quyện lẫn với tất cả những cái đạm và protein ở trong món này tạo lên một cái tổng thể rất là giàu dưỡng chất. Đây là những cái nguyên vật liệu mà Hải Anh đã để ở trên công thức để cho các bạn có thể thực hiện một cái nồi bún bò Huế thật là ngon. Đầu tiên thì không thể thiếu được đó là mắm ruốc, cái thứ mà tạo lên một cái sự đặc trưng của bún bò Huế. Và bây giờ thì Hải Anh sẽ đi thực hiện món bún bò Huế với nồi đa năng Amway Queen. Thay vì 2 tiếng để làm bún bò Huế giống như thông thường thì Hải Anh sẽ chỉ dùng tới 30 tới 45 phút cùng với nồi này và chúng ta đã có một cái bữa bún bò rất là tuyệt vời. Đầu tiên thì Hải Anh sẽ không dùng xương bò giống hoặc là xương heo giống như bình thường mà Hải Anh sẽ làm ngọt bằng những cái gân này. Thì đây sẽ là một cái bí quyết để cho cái món bún bò của chúng ta vừa ngọt thanh nhưng mà lại rút ngắn thời gian. Thì cái bò này thì mọi người có thể dùng nạm bò hoặc là cái dùng rẻ sườn. Hải Anh sẽ dùng rẻ sườn. Với một cái miếng rẻ sườn như thế này khi mà chúng ta cuộn chặt lại thì chúng ta sẽ chỉ dùng tới 30 tới 45 phút để luộc xong sau đó chúng ta ngâm trong nước thì nó đã rất là mềm rồi. Chúng ta sẽ cuộn tròn nó lại. Còn đây thì là chân giò. Mình có thể ăn cùng với chân giò hoặc là có thể ăn với những cái miếng thịt như thế này. Với cái bún bò Huế rất là truyền thống và chuẩn Huế. Đặc biệt là Hải Anh còn nhớ đó là một cái quang gánh ở bên cạnh cái cầu của Huế. Khi mà Hải Anh ăn một bát bún bò ấy thì là những cái khẩu, những cái miếng thịt ba chỉ, thịt dọi hoặc là thịt gối nó khoảng độ bằng nửa bàn tay như thế ở trên một bát bún và Hải Anh rất là thích cái bát bún đó. Nhìn nó rất là nhiều năng lượng chuẩn Huế mà cho cái cảm giác của người ăn có một cái cảm giác rất là thú vị. Bây giờ thì mình sẽ cùng cho các thực phẩm này vào nồi luộc. Đầu tiên thì mình sẽ làm nóng cái nồi lên. Mình sẽ cho dầu điều, cho sả vào phi thơm. Khi mà sả đã thơm lên thì chúng mình sẽ cho mắm ruốc. Cái bước này được gọi là một cái bước ở chưng mắm ruốc để tạo mùi thơm cho nước. Khi mà mắm ruốc đã thơm quyện lẫn cái mùi sả rồi thì mình sẽ cho cái gân này vào xào. Gân xào cho săn lên để cho nó quyện vào cái ngấm kỹ cái mắm ruốc cho săn lại. Khi gân đã săn như thế này thì chúng ta sẽ cho nước vào đun. Nước sôi nhẹ lên như thế này thì chúng ta sẽ cho thịt bò vào. Cho chân giò vào nếu như mình thích ăn cuộn. Và mình cũng có thể cho thịt ba chỉ này vào bây giờ hoặc là khoảng 15 phút cuối. Mình sẽ chọn cho vào khoảng 15 phút cuối để cho cái thịt nó vừa tới. Để mình ngâm cùng. Bây giờ thì mình sẽ để đậy vung và đun nhỏ lửa trong vòng 30 phút. Trong cái lúc mà mình chờ thịt mềm thì Hải Anh sẽ hướng dẫn mọi người làm cái mọc hay còn gọi là chả Huế. Thì bình thường chả Huế gốc nó sẽ làm cùng với cả giò sống, với cả thịt cua, với cả tiêu và đậm cái mùi mắm. Thì ở đây Hải Anh đã có sẵn giò sống rồi. Mình sẽ cho tiêu vào, cái giò sống này thì đã có mắm. Mình sẽ cho tiêu vào. Cái chả Huế thì khá là nhiều tiêu.
ở trong giò sống thì đã đậm rồi, cho nên là anh sẽ không cho thêm mắm nữa. Còn tùy cái lúc mà bạn sử dụng giò ở cái mức độ đậm nhạt như thế nào thì bạn sẽ cho thêm. Ở cái chả này thì chúng ta có thể dùng thịt cua khô để trộn vào đây nha. Thịt cua tươi hoặc thịt cua tái đều được nha. Thịt cua tái, thịt cua hơi sấy nhẹ đều rất là thơm. Thịt cua tươi thì đương nhiên nó sẽ ngon hơn rất nhiều, nhưng mà bạn có thể tùy. Mình sẽ cho một chút màu điều vào và trộn đánh thật là quyện lên, đánh thật quét thật là kỹ lên. Bây giờ thì cái thịt chân giò và cái thịt bò của chúng ta đã được 15-20 phút rồi. Với cái công nghệ Opitem, với nhiệt nhỏ, phân bổ đều và làm chín nhanh thì chúng ta sẽ rất nhanh để có một cái thịt bò và chân giò đạt độ chín. Bây giờ thì anh sẽ thả ớt những cái miếng thịt dọi vào để đun thêm 10 phút nữa. Và sau đó thì chúng ta sẽ tắt bếp. Ở cái lúc này thì giò cũng đã lạnh rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ với cách để làm giò rất là đơn giản. Đấy là chúng ta thấm cái cho cái thìa này nó ướt. Rồi. Chúng ta tạo ra những cái miếng giò như vậy thả vào trong nồi. Để cùng lúc mà làm giò chín thì cũng là cái nồi nước dùng sẽ được luôn. Đã hết 30 phút luộc, bây giờ anh sẽ vớt mọc với cả cái miếng thịt dọi ra. Và cái thịt bò với cả cái chân giò này anh sẽ để ngâm tiếp ở cái nước này trong vòng khoảng 1 tiếng để cho cái bò với cả cái thịt chân giò nó tiếp tục mềm. Và sau đó thì chúng ta sẽ vớt ra để chuẩn bị nêm nếm. Sau khi thịt bò và chân giò đã ngâm xong thì chúng ta sẽ vớt ra để vào tủ lạnh cho cái thịt nó nguội, nó săn chắc lại và dễ thái. Lúc này thì chúng ta sẽ đi nêm nếm cho cái phần thanh sả còn lại vào. Chúng ta không cho trước quá sớm bởi vì cái sả nó sẽ không phải còn mùi thơm mà nó sẽ gây gia vị đắng. Giờ thì chúng ta sẽ nêm nếm gia vị, muối, đường, hạt nêm, mắm. Trong cái lúc mà chúng ta chờ để cho các cái gia vị nó tan, nó quyện vào và cái sả nó tỏa hơn ra mùi thơm thì chúng ta sẽ đi chuẩn bị thái thịt và bầy bát bún. Đối với chân giò và thịt bò thì bạn có thể thái thành những cái miếng mỏng vừa ăn. Ở đây thì mình đã có dùng một phần thịt dọi rồi, và thịt dọi thì để cái tảng rất là dày. Phần này thì bạn có thể dùng móng hoặc cả cái thịt chân giò bó như thế này thì lên thái mỏng. Thịt đã được thái mỏng sẵn sàng rồi và bây giờ chúng ta bắt đầu bày bát. Với một cái bát bún như thế này thì bình thường chúng ta sẽ dùng thịt bò này, móng giò này, chả này, với cả thịt này thì tổng toàn bộ nó sẽ vào khoảng độ 80g. Như vậy là chúng ta đã có một cái bát bún rất là ngon, rất là vừa vặn cho một bữa, cộng với khoảng 178 bún. Khi mà đã bày xong như thế này thì chúng ta sẽ cho hành lên. Và cái khâu cuối cùng thì chúng ta sẽ chuẩn bị lấy tiết ở trong nồi ra. Sau khi bày bát bún xong rồi thì mình sẽ chan nước và lấy tiết ở trong cái phần nước dùng ra. Đối với tiết mà đã chín rồi thì mình có thể cắt miếng và cho vào cái phút cuối cùng này, thả vào trong này để cho nó ngấm nước dùng và chúng mình chan cùng. Còn nếu như đối với cả tiết sống mà các bạn muốn tự làm chín thì chúng ta sẽ hấp ở cái giai đoạn mà chúng ta luộc thịt đó, cho cái vỉ lên và hấp ở cái giai đoạn luộc thịt thì cái tiết nó sẽ rất là ngon. Bát bún bò thực sự là quá hấp dẫn cho một cái mùa đông cần nhiều năng lượng và thêm một chút sa tế nữa để bắt đầu ăn thì không còn gì tuyệt vời bằng. Chúc các bạn thật thành công với công thức bún bò Huế dân dã miền Trung. Bún bò Huế tuy có cầu kỳ một chút nhưng chính cái sự cầu kỳ đó lại làm nên một món ăn chứ danh. Các bạn có thể lưu lại công thức và chuẩn bị cho gia đình mình. Chúc các bạn thành công với bún bò chuẩn bị Huế. Hẹn gặp lại các bạn trong số sau của chương trình Gói chọn thiên nhiên vào mâm cơm Việt.